Xin chào tất cả các bạn đến với kênh của Bên Quý Thái. Và trong video ngày hôm nay, mình cũng sẽ trở thành con sâu không đùa được đâu. Ôi trời ơi. Và để xem con sâu của Bên Quý Thái và ốc nó sẽ trông như nào và có đáng sợ không thì vào video nhá. Và trước khi vào video, các bạn đừng quên bấm like video, đăng ký kênh và xem vào nó cho bọn mình. Còn bây giờ, đi làm con sâu không đùa được đâu thôi. Đi đâu rồi? Xin giới thiệu các bạn, đây là Bên Quý Thái nhá. Ôi kinh thật, Bên Quý Thành giống con giun cầu á các bạn. Giun cầu cái gì, đây là sâu khổng lồ, không phải con giun cầu. À đấy à, là sâu à, không phải là giun à. Tựa game này có tên là gì hả ốc? Đây là phần 2, còn phần 1 mình thấy nó sida quá, mình không chơi các bạn ạ. Trông nó phèn phèn rồi. Okay. Bây giờ cùng Bên Quý Thành ốc làm con sâu nhá. Rồi, xem nào. New game. Ok. How to play, cách để chơi các bạn ạ. 1 là ăn, 2 là lớn lên, còn 3 là như kiểu là những cái thành tích mà mình đạt được ấy các bạn. Sức mạnh trở lên lớn hơn. Ôi trời ơi, sao lại có xe tăng ở Bên Quý Thành? Đây là quân đội người ta đi quân đội người ta đi tìm anh tiêu diệt vì anh là một con sâu rất là lợi hại, vô địch thiên hạ. Ui ghê thế. Rồi xin giới thiệu các bạn, đây là Bên Quý Thành nha. Đấy, thấy chưa? Thấy con sâu Bên Quý Thành chưa? Ai sa. Ui, con sâu Bên Quý Thành nhìn không khác gì cái con kiến, con tằm ấy các bạn. Anh hiện tại nhỏ bé. Ăn đi. Nhỏ bé thì anh chui dưới đất ăn mấy cái con bé bé dưới này thôi. Trên kia có một anh, mấy anh đang đi làm kìa đấy. Nhanh lên, anh sắp đói rồi đấy, anh phải ăn nhanh lên. Ăn anh để xem được không? Ôi chạy à. Con đứng ăn ở dưới. Hello. Wow, Bên Quý Thành ăn thịt người. Ui, kinh thật. Ăn gà. Ờ gà. Gà. Hello. Ờ gà chạy. Gà con bò. Bò ăn luôn. Ôi cái anh kia, hai anh kia tưởng đi làm công sở, anh ơi đi chăn bò các bạn ạ. Ăn đi, không anh sắp đói rồi, đói lắm rồi. Đói đây, anh đang ăn này mà. Ăn gà đi, ui nhiều bò quá, ăn bò đi. Ăn hết, ui. Ôi sâu của anh có cánh bay được luôn các bạn. Ăn đi. Tôi ăn hết luôn. Ăn hết. Wow, càng ăn nhiều càng có nhiều combo, ăn luôn. Ui ba combo rồi. Alo. Sâu bay được các bạn ơi, ảo thật đấy. Sâu của Bên Quý Thành như mình các. Ăn luôn người đi, mấy cái con thằn lằn. Ui. Đừng có ăn nữa. Không sao, thằn lằn ngon mà. Ngon á, mấy con này lịn dĩ như này, ăn bao giờ cho nó no. Bây giờ mình phải ăn năng người. Ăn tiếp tục. Ui bảy combo rồi. Tuyệt vời. Quái vật sâu ở dưới lòng đất xâm chiếm thành phố này. To hơn rồi các bạn ơi, mình to hơn rồi nha. Chạy đi đâu anh bạn ơi. Quế. Thôi ăn con gà này đi đâu. Ui con súng. Chiến binh đi tiêu diệt sâu đội. Chiến binh úp nồi. Úp nồi lên đầu rồi cầm súng bắn mình. Bắn chúng tôi. Anh sắp bị đói lắm rồi Thành ạ. Hunger này đến thanh đỏ rồi. Chưa các bạn ơi. Múa mãi lên, ăn đi. Ăn đi. Người. Ui sẽ ăn cho nó chuẩn vào thế nào. Nó khó. Con gà. Rồi đi tìm đồ ăn tiếp đi. Anh phải ăn nhiều combo anh mới có thể to hơn được. Đây từ. Yes. Hình như mình đã qua cái level 1 rồi các bạn ạ. Bây giờ mình sẽ được nâng cấp cái gì đấy à? Wow. Bây giờ mình có thể nâng cấp là nếu như mình ngắn hơn thì mình sẽ tăng 20% tốc độ, còn nếu mà mình dài hơn thì mình sẽ tăng 50% sức khỏe. Là tăng 50% khỏe máu đấy hả? Ừ. Thế bây giờ chọn cái nào hả? To hơn hay dài hơn? Dài hơn hay ngắn hơn? Dài hơn hay ngắn. To hơn hay dài hơn rồi. Thì đây là bên này to hơn, coi bên này dài hơn còn gì. Bây giờ mình sẽ chọn con to cho hoành tráng. To nha, to nhưng mà ngắn tút à. Tốc độ vẫn như thế thôi. Không, tăng tốc độ mà. Nào, ăn luôn, lên mặt đất, ăn luôn. Lên ăn luôn, lên. Ôi dồi ôi, chú dưỡng làm gì, ăn luôn. Ôi, có mèo bệnh, mèo cầu vồng. Ăn luôn, mèo cầu vồng. Ăn luôn bò đi. Ui, ăn đi, có cả. Ui, có đứa có súng, ăn luôn đứa có súng đi. Ăn hết luôn đi, trên mặt đất ăn hết luôn. Sâu. Ăn hết luôn, đúng rồi. Sâu này to như con trâu luôn, mày phải sợ như cái kia. Ui, có súng. Có cả áo giáp ấy. Quân đội thật ấy. Quân đội được cử đến đây để tiêu diệt mình các bạn ạ. Nhưng không ngờ là sâu Bên Quý Thành quá. Lên, ăn luôn. Ăn con bò, con bò chạy nhanh quá. Bò mà chạy nhanh. Bò chạy đâu. Nào ăn đi. Chạy đi. Ôi máy bay à. Ôi kinh ấy. Chắc
phải bay dân sự thôi. Mình lại tăng size rồi này các bạn ơi. Ăn hết mấy con mèo luôn. Ui gì mấy cái đèn. À min đấy, min đấy các bạn ơi, min đập đập vào đấy chết toi luôn á. Không sao. Con mèo mẹ. Ai à, cầm nồi. Chỉ biết cầm nồi. Có súng. Có súng đi. Bắn mày. Ai này chạy. Mình lại tiếp tục nâng level rồi các bạn ạ. Mình sẽ lại được nâng cấp. Bây giờ mình sẽ nâng cấp về móng vuốt. Bây giờ mình phải tăng lượng móng vuốt lên để hay tăng 50% sức khỏe hay là tăng tốc độ. Nếu mà vẫn giữ nguyên móng vuốt như bình thường này, là móng vuốt kiểu như là rất đơn giản thế này, thì chỉ tăng 20% tốc độ. Còn nếu móng vuốt nhìn hoành tráng kiểu như là nhiều sừng kiểu này thì là 50% sức mạnh liền. Thế thì cho sừng đi, cho nó ngầu. Đâu? Thấy không? Thấy sừng chưa? Ôi giời ơi, quá đỉnh của chóp luôn. Lên ăn luôn, đúng rồi, bốn combo. Ăn luôn. Ai ui, thả bom. Máy bay thả min. Thả min. Đã đặt mình. Ô, chỗ này đông quá. Ăn luôn. Xe tăng luôn. Min. Từ, ô tô, nhiều ô tô quá các bạn. Ô kìa, đã đây. Ăn luôn ô tô. Không ăn được mà mình làm nổ luôn các bạn ạ. Ôi, đã đặt mình đấy. Ăn luôn máy bay không với tới các bạn ạ. Chết rồi, ăn đi nhanh lên, kiểu mình cho hết máu rồi. Không sao đâu. Ăn hết cả mặt đất luôn. Cử máy bay đến đây chúng tôi bay lên làm cái gì? Rơi đúng bãi mìn rồi. Không rơi được. Con máy bay nó khôn quá các bạn ạ. Mình chặn đầu nó. Ăn đi. Đây đang ăn đây. Húc sụng dụng cả máy bay luôn. Đỉnh của chóp. Ăn đi, anh sắp chết rồi baby Thành ạ. Sắp làm sao được. Sắp chết thật mà. Anh tấn công cái máy bay. Nó khôn quá các bạn ơi. Nhào ăn máy bay. Đấy. Đồng hay và mìn sâu của tôi thất bại rồi anh em ơi. Đồ ăn hại. Rồi sao mình làm lại. Sẽ làm lại cái quay này các bạn ạ. Không sao đâu các bạn ơi. Mình có kinh nghiệm rồi thì bây giờ nó xe súng này thả về. Anh thì làm gì có kinh nghiệm gì. Chẳng qua đúng đấy anh chưa chung. Tự nhiên đang ăn trên mặt đất được lắm rồi thì lại nhảy xuống dưới. Lắm tên lính bắn súng quá các bạn ơi. Đấy lại nhảy vào min. Nào, mang ô tô đấy. Ăn hết. Ghê. À, linh đi săn mình nè. Ăn thế mà ông trượt nó bắn được bạn phát chết tòi. Bắn đi. Min kìa. Thật là kinh dị các bạn ạ, sâu biết bay. Sâu này là sâu Bình Dương, sâu của đẳng cấp, nó khác sâu Bình Thành mà này. Như nào, ăn mèo. Yeah! Anh nâng cấp tiếp à? Nâng cấp tiếp. Cái gì đây? Mình sẽ nâng cấp bộ da hoặc là nâng cấp máu. Nanh máu à? Kinh nghiệm được, được cái này đi. Thế à? Có thấy khác cái gì đâu? Chắc là được cái mồm rộng hơn à? Ăn luôn chán thế. Ủa đây, thấy không? Thấy mồm không? Thấy cái mồm của anh không? Đấy, các bạn thấy không? Cả một binh đoàn nó đang cử súng ống các thứ của quân đội đến nó bắt mình. Không này, sao. Mình húc tung cả xe. Ôi, anh này cưỡi bò. Trời ơi. Cưỡi bò mình hả? Mình thấy là quân đội cưỡi ngựa ấy chứ cưỡi bò thôi giờ. Ôi, anh kia còn lắc cả tên lửa vào mông người bay. Ờ. Ai à, lính này bay để mình không lên được ấy các bạn ạ. Nhưng không sao, mình húc cả một bom luôn. Ăn cái gì đi sao đó, chết rồi. Nào, bay với chúng tôi. Đi rồi. Đâm vào bom nhiều quá chết các bạn ạ. Không sao đâu. Bây giờ mình sao đâu cái gì. Trời, đúng là chơi ngu thật. Này thì bay nè. Rồi. Sao tự nhiên nhảy lên làm gì? Ăn đi. Khó điều khiển nó. Nếu mà không điều khiển thì nó sẽ bị chìm xuống. Húc dụng máy bay. Không chỉ còn nguyên mìn đâu mà có cả máy bay thả bom. Chơi. Cẩn thận các bạn. Máy bay thả bom đấy, thấy không? Chiến binh cầm nồi. Chạy đi đâu? Chạy đâu? Ăn gà, ăn mèo. Sâu ta xâm chiếm thành phố đây rồi. Ôi, bom. Thế đồ ăn à? Ăn tạm mấy con này. Ăn tạm. Anh lính đi lạc này. Ăn gà đi. Sao bây giờ ăn cả gà này. Đây, từ từ. Khó quá. Chúng ngay quả bom. Nhưng không sao, qua rồi các bạn ạ. Rồi, xem này được nâng cấp cái gì. Nâng cấp mặt nạ đi. À, nhưng mà sẽ trừ 50% cái việc mình đào sâu. Được, thế nâng cấp cái hiệu ứng lửa đi. Nâng cấp đi. Bây giờ đâu, có hiệu ứng gì chưa? Chả có cái hiệu ứng gì. Hiệu ứng gì các bạn ạ? Sâu này. Ăn luôn. Cưỡi bò. Xe tăng nè.
thấy xì lửa xung quanh người chưa? Ôi ôi, quá ghê luôn. Bê Quý Thành mạnh quá. Ui, nhìn đâu anh đấy luôn. Dụng máy bay luôn. Dụng máy bay chiến đấu luôn. Dụng. Đấy là trực thăng. Ủa, nâng cấp xong cái chơi chưa? Mắt đã thấy lên level. Bây giờ mình phải làm nâng cấp cho cái miệng của mình to hơn, hay là mình nâng cấp để cho cái răng hơn, nhiều răng hơn. Thế là chọn cái nào ốc? Em muốn chọn cái nào anh chọn đấy? Mình á, mình chọn cái nhiều răng hơn. Ok. Ui, mồm có đúng ghê luôn các bạn ạ, lên mặt đất luôn. Bây giờ mình sợ gì nữa? Mình quá ngầu rồi. Dụng máy bay chiến đấu 2 chiếc. Dụng hết. Máy xe tăng hiệu. Xe tăng dụng hết của chúng tôi. Ui giời, càn quét luôn. Sắp lên level, các bạn đã sắp lên level. Ui siêu nhân các bạn ạ. Có cả Transformer hay sao á? Đâu siêu nhân đâu? Có, em vừa nhìn thấy siêu nhân mà, các bạn thấy siêu nhân không? Thế có à? Cả siêu nhân. Có cả siêu nhân luôn. Từ từ để anh tìm một cái máy bay thật là to, anh tấn công nó. Không có, cần gì phải máy bay, đi tiếp đi, có siêu nhân mà. Siêu nhân này. Ăn đi. Mình không ăn được mấy cái đồ sắt kia đâu, mình chỉ phá hủy nó thôi, mình vẫn phải cần ăn những người lính hoặc là ăn bò ăn gà. Sống quá mạnh. Tưởng rồi thật đấy, bất diệt. Trời hài quá ông ạ. Bất tử nhá, không phải bất diệt. Bây giờ là mình sẽ tăng cái tốc độ nhảy của mình để săn mồi. Hay là bây giờ mình sẽ tăng lên như kiểu là... Đây là cái gì? Như kiểu hiệu ứng à? Không biết nữa. Thôi, thế thì nhảy đi. Nhảy cao lên để húc dụng mấy cái máy bay thôi. Ồ, được rồi. Lên. Ôi, phi thuyền người ngoài hành tinh. Ôi giời ơi, chịu rồi. Húc một phát này thì máy bay bay trên cao của chúng tôi thì húc cái nữa nè. Sao mình lại có cái răng màu đỏ là sao? Răng đấy lúc đầu mình nâng cấp đấy. Thế à? Nhưng mà phải ăn đi. Anh phải húc vào cái phi thuyền của người ngoài hành tinh được. Húc dụng cả phi thuyền người ngoài hành tinh đang bay ở trên bầu trời luôn. Anh nên ăn đi, ăn. Rồi xong. Mày đi. Ăn đi. Trời ơi, thế này á. Anh gọi là vô địch thiên hạ luôn. Vô địch thiên hạ. 79, 86, 89, 90, hơn 100 combo. Wow, đỉnh quá. Cố lên, 200 combo đi. Một đống siêu nhân thì hy sinh như này đó. 200 combo. 200 combo. Wow. Combo. 300 combo. Tự nhiên tụt combo rồi. Ôi giời ơi, siêu nhân tôi to quá. Các bạn đi siêu nhân của thành vô địch thiên hạ chưa? Bay lên cao hay nào? Nào. Bây giờ gọi là các bạn ấy gì nó to nguyên bằng cái màn hình luôn rồi. Thế sao mãi nó chả lên level thế? Hay là mắc rồi? Thế anh nghĩ là mắc rồi, chúng ta càng ăn chúng ta càng to. Thế à? Chúng ta ăn nhiều vô. Ăn nhiều vô. Bây giờ anh đi càn quét càng cái lục địa thì không ai là bằng gì anh luôn. Anh vẫn đang to đúng không? Ừ, anh to lắm. Tí anh thử to xem là... Bây giờ anh đang tăng size, càng ngày càng tăng size và tăng tốc độ rồi. Bay khỏi màn hình luôn. Đâu người ngoài hành tinh nào, ăn luôn người ngoài hành tinh. Người ngoài hành tinh xuống trái đất cặp sâu này thì món ăn sao lại hết, sao lại lâu hết cái level này, hay là đây là level cuối rồi? Anh nghĩ đây là level cuối vì đây là một chữ này. Kill me. Giết tôi. Tự chết. Ôi dồi ôi, bấm vào đấy làm gì để mà hy sinh. Rồi các bạn ơi, Châu Bê Quy Thành đã trở thành một cái dạng gọi là sâu mạnh nhất từ trước tới nay mà đi xâm chiếm thành phố, không ai làm gì được. Cái mồm của mình to nguyên bằng cái thành phố luôn, ăn một phát hết cả sạch thành phố luôn. Đúng rồi. Đấy, và các bạn ơi, chắc là mình sẽ dừng video tại đây thôi. Nếu mà các bạn thấy thích video này, đừng quên bấm like video, bấm đăng ký kênh để đón xem quảng cáo, để ủng hộ Bê Quy Thành và ốc làm thật nhiều video mới. Ok. Đấy, xa. Nếu như mình mà không tự kill me đi là còn lâu mình mới chết. Đúng rồi, mình còn phải ăn sạch cái lục địa này. Bất tử luôn, ăn cả trái đất và mồm luôn. Đúng rồi. Rồi, bye bye các bạn.